11. 11 ducks. 11 con vịt. How many ducks are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ducks. Số 11. Đố các bé có bao nhiêu con khỉ? Để mình coi xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Có 11 con khỉ, các bạn ơi. Đố các bạn có bao nhiêu con chuột? Có 11 con chuột. Đố các bạn có bao nhiêu con bướm bướm nha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, 11. Có tất cả là 11 con bướm bướm nha các bạn. Hoan hô các bạn.